Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu đã đến rất gần và nhiều phụ huynh đang chuẩn bị cho bé những món đồ chơi để vui đêm tầm tháng 8. Trước thị trường đồ chơi nhập lậu đang tràn lan, cha mẹ nên tránh những loại đồ chơi dưới đây để đảm bảo an toàn cho trẻ. Thông tin được tổng hợp từ trang sức khỏe và đời sống. Các loại vũ khí giả, đó là các loại đồ chơi như súng, phi tiêu, dao, kiếm, nhựa, đồ chơi sắc nhọn. Mặc dù chỉ là đồ giả nhưng đều là những đồ vật mô tả vũ khí bạo lực, được làm giống y như thật. Các bé trai thường vô cùng thích thú khi được hóa thân thành nhân vật trong phim và sử dụng vũ khí để đánh bại đối thủ. Thực tế cho thấy có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm do súng nhựa hay đao kiếm giả gây ra, đạn nhựa bắn mù mắt gây hóc đối với trẻ nhỏ, gây tắt thở, đồ chơi sắc nhọn làm bị thương. Để tránh xảy ra tai nạn cần tuyệt đối không cho con chơi những loại đồ chơi nguy hiểm. Không nên chiều theo những đòi hỏi vô lý của con, khi phát hiện ra con chơi những đồ chơi nguy hiểm cần khuyên răn và dạy bảo kịp thời. Mặt nạ gây dị ứng Mặt nạ là món đồ chơi trung thu được nhiều trẻ ưa thích và các bậc phụ huynh lựa chọn. Để tạo những màu sắc trên sản phẩm, người ta thường sử dụng các ion kim loại, nhất là các ion kim loại nặng. Chất này nếu tích tụ lâu trong cơ thể sẽ dẫn đến khả năng mắc các bệnh ung thư cho người sử dụng trong một số loại mặt nạ từ nhựa dẻo còn chứa 0,65% DEHP, một thành phần dùng để kéo dẻo nhựa và được các nhà nghiên cứu cho là có khả năng làm con người dị ứng như nổi mẩn, ngứa ngáy, phát ban, thậm chí có trường hợp dị ứng nặng gây nguy hiểm tới tính mạng. Nếu dùng những đồ chơi này, các cha mẹ cần chú ý tới các biểu hiện khác lạ của cơ thể trẻ, tuyệt đối không thể bỏ qua bởi nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. <laughs> Đèn lồng, đèn lồng là một trong những món đồ chơi được hầu hết bậc phụ huynh mua cho con. Tuy nhiên, hiện nay nhiều loại đèn lồng không có xuất xứ hoặc đèn lồng từ Trung Quốc được nhập về bán tràn lan. Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng và Viện Công nghệ Hóa học đã từng tiến hành kiểm nghiệm đối với hai mẫu đèn lồng nhựa Trung Quốc đang bày bán trên thị trường. Kết quả cho thấy lượng muối cadimin trong sơn phủ có hàm lượng cao gấp 123 lần mức cho phép trong bộ tiêu chuẩn an toàn đồ chơi trẻ em của Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam. Cadimin là chất được sử dụng như là chất tạo màu trong nhiều loại nhựa. Đó cũng là một trong ba kim loại độc hại nhất với cơ thể người, có thể gây ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, dị tật thai nhi. Búp bê bằng nhựa. Búp bê cũng là món đồ chơi được nhiều phụ huynh chọn mua để tặng con gái trong dịp trung thu. Tuy nhiên, nhiều loại búp bê Trung Quốc được kiểm nghiệm chứa chất độc phthalate. Chất phụ da phthalate được bổ sung vào nhựa để làm mềm và tăng khả năng chịu nhiệt. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã chỉ ra việc tiếp xúc với hóa chất này có thể ảnh hưởng đến nội tiết, gây ra những vấn đề bất thường tại cơ quan sinh dục, thậm chí gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi. Theo khuyến cáo, không nên để trẻ nhỏ tiếp xúc lâu với đồ chơi bằng nhựa, đặc biệt là các hành động hôn hít các đồ chơi này. Bóng bay Nguyên liệu chính làm bóng bay là mùi trích từ cây cao su cùng các hóa chất như lưu huỳnh, chất xúc tiến, bột màu, bột tan, trong đó, lưu huỳnh được sử dụng nhằm mục đích lưu hóa mủ cao su giúp dẻo, dai, không bị dính. Còn phẩm màu nhằm tăng các sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng cho quả bóng. Các chất màu này đều sử dụng bột màu công nghiệp và chứa các kim loại độc hại như màu đỏ có chất trì, màu xanh và vàng có chất chrome. Hầu hết các loại bóng bay hiện nay đều sử dụng công thức trên nên rất độc cho trẻ nhỏ khi thổi, ngậm hay cầm tay. Các chất này khi tồn dư trong cơ thể sẽ rất độc hại với sức khỏe, nhất là sức khỏe trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ khi ngậm thổi, ảnh hưởng trực tiếp dễ ảnh hưởng tới hệ hô hấp và các bộ phận khác của cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, đề phòng bệnh thường gặp ở trẻ trong mùa tự trường sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.